Các bạn hôm nay shop xe đạp Hân My xin giới thiệu mẫu Twitter 3007, giá xe là 5.150.000. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2018. Xe sử dụng cấu hình như sau: tay đề Shimano, cùi đĩa Shimano Tony, cùi đề Shimano Tony, giò dĩa Roman, bánh xe là 27.5, vỏ Kenda. Xe đi dây âm sườn, sườn không mối hàng, không mối hàng 90%, phụt nhúng có khóa phụt. Xe sử dụng 2 tấn đĩa cơ. Bây giờ shop xe đạp tiến hành quay cận cảnh cho các bạn xem. Rồi, do mấy nay mình bận mà mình đọc được nhiều tin nhắn, các bạn nhắn lên kênh YouTube là hỏi mình là 1m45 chạy được xe này xe kia không. Thì thật sự nếu các bạn lùng quá, các bạn phải chịu khó chơi thôi, thích là chơi, không hỏi nữa nha. Rồi, câu hỏi thứ tiếp theo là làm sao để chạy được vận tốc 300 km/h đi chiếc xe đạp. Thì tốt nhất, cách tốt nhất là các bạn từ trên một cái nào nó cao thì cao rồi nhảy xuống thì nó có thể đạt hơn vận tốc đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo là làm sao để chạy được 175 km/h. Thì các bạn cứ kiếm đường đông, đường ngược chiều, chạy hết tốc độ là sẽ ra 175. Và làm sao rồi câu hỏi tiếp theo nữa là gì nữa, hơi nhiều quá quên rồi. Rồi câu hỏi kế tiếp nữa là tại sao là Việt Thắng có danh quốc tế. Thì câu trả lời đơn giản nhất, các bạn cứ đem con xe bản quốc tế các bạn qua so sánh coi có khác gì không, từ cái thùng, rồi từ cái xe, cái bánh, cái vỏ, cái ruột, coi đủ thứ hết, coi nó có khác gì không thì biết thôi. Chứ các bạn cứ mua đi rồi xong các bạn cứ đem qua rồi các bạn so sánh, chứ giờ mình trả lời hoài mình cũng thấy mệt lắm. Thì thằng gian á thì nó cũng phải cung cấp cho nhiều mối, nhiều đầu mối khác nhau, chứ không bây giờ nó bán cho một người là nó nghèo luôn á. Giống như mình phải bán cho nhiều người chứ, ví dụ bán cho nhà A phải bán nhà B, bán nhà C, không bao giờ bán cho một nhà hết. Con này giá là 5.150.000, Twitter 3007 giá 5.150.000. Rồi, mình trả lời mấy câu hỏi đơn giản của mấy bạn hỏi những câu hỏi khó trả lời và cũng những câu hỏi không biết đường trả lời như thế nào. Rồi, còn câu nữa là lấy cái bố đập thì xe nó có đẹp không? Thì lấy bố đập thì tùy vào cái sức mạnh của các bạn đập nó mớp méo như thế nào, nó uốn quẹo như thế nào thì cái xe nó đẹp như thế đó. Và sau khi đập xong thì nó có chạy được không? Thì sau khi đập xong thì các bạn chạy vẫn được, một tay chạy một tay dắt xe, chạy bộ dắt xe nha, còn không ẩm nó lên chạy. Rồi, rồi hiện tại shop xe đạp không còn bán các dòng xe của Phoenix nữa nha. Tại vì sao thì các bạn vào kênh diễn đàn các bạn coi tham khảo để biết. Còn xe Phoenix thì tạm thời shop không bán nữa, shop sẽ đợi công hàng nào đó nó tốt đẹp hơn thì shop sẽ lấy về. Rồi, đơn giản vậy thôi. Còn ai nói con Zan SF2 City của shop á là bản quốc tế mà tại sao shop có bán, thì tại vì ông Việt Thắng này ông giàu quá, ông lấy được thêm ông về ông bán thôi. Đây ra nếp kép 2 City Dit 219, thì những bạn nào có bản Dit 219 cứ đem qua so sánh nữa coi nó giống và khác nhau như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn có điện thoại.